Siêu này của bác lại tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của bên em. Ngày hôm nay thì bên em xả lốt cái lô loa bãi mã là mờ bốc. Đợt này thì bên em cập bến về những cái mã mờ bốc này rất là nhiều. Thì đợt này thì gần như là bên em vệ sinh và cũng như là lọc được hết rồi. Hiện tại thì có khoảng tầm 12 đôi. Bên em xả lốt đợt này ở bác luôn. Và hiện tại thì bên em đang để sẵn ở đây là 3 đôi. 3 đôi này thì bên em chuẩn bị lên đường gửi cho một bác khách sống tại Hải Dương. Có liên hệ của bên em và lấy về chơi hai đôi và cũng như một đôi lấy hộ trong gia đình, người trong gia đình. Đấy thì tiện đây thì bên em thông báo luôn lại cho các bác những dòng sản phẩm mờ bốc. Mờ bốc thì hiện tại bên em vẫn đang để cái mức giá là 1.900.000 bao ship các bác nhá. Bao ship 1.900.000 là giá đã bao ship cho toàn thể các bác rồi. Nên là đây là một trong những dòng sản phẩm mà với cái mức giá thành bãi nhá, bãi xịn, bãi chuẩn luôn. Mức giá thành quá là mềm luôn. Và riêng dòng này thì bên em phải khẳng định với toàn thể các bác luôn là hát karaoke hay là nghe nhạc trong khoảng không gian từ 15-20 m² thì quá là đẳng cấp luôn, cực kỳ tuyệt vời luôn trong phân khúc tầm tiền như vậy. Nó còn hay hơn hẳn so với những dòng sản phẩm bốt Hồng Kông đấy, hay hơn hẳn so với những dòng sản phẩm bốt Hồng Kông cùng giá thành các bác nhé, cùng giá thành. Và những dòng sản phẩm loa bãi giá rẻ thì con này nó ăn đứt luôn. Riêng dòng sản phẩm mờ bốc này đấy, bát của nó đây, các bác nhìn cái bát của nó này. Bát này mang là mang vài tấm dầu đấy, model mờ bốc đấy. Riêng dòng này rốn, các bác nhìn cái rốn nó thôi là các bác có thể biết được cái bát nó rất là chất lượng rồi đấy. Các bác nhìn cái rốn nhá, gần là gần mút đấy, gần mút nhá đấy. Và con này thì nó là vẫn là những dòng sản phẩm 3 đường tiếng thôi đấy, 2 giải chung và tép và 1 giải bát đấy. Hai bên này các bác nhìn những con tép giấy này đấy, nó sẽ chia làm 2 giải và 1 giải chung và 1 giải tép. Nhưng mà dòng này thì cái chất lượng âm thanh của nó thì khá là ok. Bên em phải khẳng định toàn thể bác là như vậy trong tầm tiền. Nó ăn đứt so với những dòng sản phẩm bốt Hồng Kông luôn. Riêng dòng mờ bốc này, 3 cặp. Hiện tại thì bên em đã có lọc hết rồi các bác nhá. Lọc hết và cũng như là các bác khách lấy buôn lẻ nhỏ lẻ khoảng tầm 5 đôi thì bên em cũng lên hết đường cho các bác rồi. Thì tiện đây thì còn 12 đôi bên em đã lọc và vệ sinh đầy đủ sạch sẽ toàn thể bác, thì bên em xả lốt toàn thể bác luôn với mức giá là 1.900.000 bao ship code toàn quốc. Và các bác nào mà muốn lấy số lượng trên 3 đôi thì bên em sẽ để cho các bác cái mức giá rẻ và cũng sẽ có những cái mức giá để bao ship toàn thể bác nhá. Nếu các bác quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua bên em. Nếu các bác muốn lấy số lượng. Hiện tại thì những cái lô hàng loa bãi này thì bên em sẽ cập nhật nhanh chóng và cũng như là liên tục cập nhật toàn thể các bác, để các bác có thể săn đón và cũng như là tham khảo được những cái mẫu mã loa để ưng ý nhất cho các bác, để các bác tham khảo về nghe nhạc và karaoke trong không gian gia đình của mình. Đấy. Và hiện tại thì những dòng sản phẩm này thì bên em còn số lượng khoảng trên chục đôi thôi. Mỗi một mã còn trên chục đôi, mà bốc các thứ thì còn trên chục đôi. Còn vang và mic bãi thì đợt này bên em cập nhật về rất là nhiều các bác nhé. Vang và mic bãi thì đợt này vẫn sẵn số lượng để các bác có thể tham khảo và săn đón cho mình được. Những con vang bãi ngon, những con mic bãi ngon. Đợt này thì mic bãi Đài Loan bên em rất là nhiều. Các bác quan tâm thì cứ nhanh tay liên hệ nhé. Nhanh tay liên hệ qua số điện thoại bên em 0366 417 927 để được bên em tư vấn chi tiết và đặt hàng. Và khoảng 2-3 hôm nữa thôi thì bên em sẽ cập nhật tiếp về một lô cây 512 bãi siêu lướt chuẩn luôn để về phục vụ toàn thể các bác. Các bác nào quan tâm thì nhanh tay liên hệ qua bên em để đặt cọc và cũng như là sở hữu cho mình được những cái đôi loa ngon, bổ, rẻ và cũng như là ưng ý nhất trong lô hàng mới đợt này và đang trong chương trình khuyến mãi rất là lớn luôn. Mua cây 512 bãi lướt xịn sẽ được tặng thêm một dòng sản phẩm mic không dây BS500, nên các bác nhanh tay liên hệ nhé. Còn hiện tại thì bốt Hồng Kông như dòng giá rẻ thì bên em còn 2 đôi, xả lốt toàn thể các bác 1.600.000 bao ship luôn. Và dòng bát tép xanh bộ đội, dòng này thì rất là hiếm này, bên em về rất là hiếm luôn. Dòng này còn 1 đôi, xả lốt cho các bác luôn. Xả lốt các bác là 2.900.000 đồng bao ship các bác nhé. Đấy. Ok, các bác nào quan tâm thì cứ nhanh tay liên hệ các bác nhé. Ở cây 512 thì các bác nào mà nhanh tay liên hệ thì đặt cọc trước cho bên em khoảng 2-300.000 thì bên em sẽ về phát, bên em sẽ lọc cho các bác những cái đôi đẹp nhất có thể và cũng như là đi kèm những cái phần quà tặng rất là giá trị. Đấy, và siêu tuần này các bác, hẹn các video sau. Siêu tuần này các bác.